Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với bản tin sáng của Hành Trình Tương Lai, Chủ nhật ngày 21 tháng 8. Kính chúc quý vị có một buổi sáng tràn đầy năng lượng bình yên và an lành. Và đừng quên theo dõi đến cuối bản tin, chúng tôi sẽ mang đến một phần nhân sinh cảm ngộ đầy ý nghĩa. Và sau đây là những điểm tin chính trong ngày hôm nay. Trước tiên là phần điểm tin chính. Tìm thấy thi thể thiếu niên đào thoát khỏi casino địa ngục. 1.000 dân Quảng Nam kẹt ở Kon Tum do địa giới chồng lấn. Phát hiện người phụ nữ vào bệnh viện bắt cóc trẻ sơ sinh. Xác minh clip nữ sinh lớp 6 ở Hà Nội bị đánh hội đồng. Tranh luận quanh đề xuất cấp căn cước công dân cho trẻ dưới 14 tuổi. Việt Nam nhập khẩu rau quả nhiều nhất từ Trung Quốc. Lương lao động Việt chỉ 7 triệu một tháng, thấp hơn 7 lần so với thế giới. Tỉnh Quảng Nam nói gì về việc một huyện có đến 12 dự án thủy điện? Gỗ ván ép Việt Nam sử dụng nguyên liệu từ Trung Quốc phải chịu thuế gần 200%. Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình bị đòi nợ hơn 800 tỷ đồng tiền thuế. Sau đây là nội dung chi tiết. Báo chí nhà nước đưa tin, lúc 5 giờ sáng ngày 20 tháng 8, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể em H, sinh năm 2006, ngụ thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, tại khu vực cầu C3, xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Em H là một trong số 42 người tháo chạy khỏi casino Campuchia bằng cách bơi sang sông Bình Di về nước hôm 18 tháng 8. Đối với một người đàn ông bị bắt lại tại casino, công an tỉnh An Giang đã can thiệp và bàn giao người này tại Đại sứ quán tại Việt Nam, tại Campuchia. Theo lời khai của những người tháo chạy, có hơn 2.000 người Việt đã bị đưa sang Campuchia lao động chui tại các casino. Hiện vẫn còn 11 người Việt Nam trong casino ở tỉnh Kandan. Những người này không có giấy tờ hợp pháp, công an tỉnh cũng đã yêu cầu tỉnh nước bạn bàn giao lại cho Đại sứ quán. Theo thống kê của Bộ Công an Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2022, có 250 người Việt bị lừa sang Campuchia đã được giải cứu. Tại Campuchia, họ bị cưỡng ép lao động trái phép, cưỡng đoạt tài sản, bán qua lại các chủ, đánh đập, ngược đãi, bắt gia đình nộp từ 3.000 đến 30.000 USD để chuộc. Bộ Công an Việt Nam cho biết, những người cầm đầu việc cưỡng bức lao động Việt Nam đòi tiền chuộc cưỡng đoạt tài sản là người Trung Quốc và có sự tham gia, giúp sức của những người Việt đang ở Campuchia. Nhóm tội phạm này hoạt động chủ yếu tại các khu vực Ba Vét, tỉnh Svay Riang, Banthai Menchi, tỉnh Poy Pet, thành phố Sihanoukville, tỉnh Prisianoukville, Trai Thom, tỉnh Kandan và Phnom Penh của Campuchia. Mới đây, tỉnh Kon Tum đã tổ chức cuộc họp với tỉnh Quảng Nam về việc vướng phân chia địa giới hành chính giữa hai tỉnh xảy ra tại xã Đắc Nên, huyện Kon Plong kéo dài nhiều năm nay. Theo xác nhận của hai tỉnh Kon Tum và Quảng Nam, tại xã Đắc Nên, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum, hiện có 238 hộ, hơn 1.034 nhân khẩu của thôn 3, xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đang sinh sống, canh tác. Tổng diện tích khu vực trồng lấn giữa hai tỉnh là gần 6.200 ha, với chiều dài toàn tuyến trên 10 km. Việc vướng mắc này đã kéo dài rất nhiều năm nay. Cụ thể, từ năm 2008 đến năm 2021, hai tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp nhưng chưa thống nhất phương án giải quyết. Vấn đề này cũng đã được báo cáo Bộ Nội vụ. Do đất của tỉnh này nhưng công dân của tỉnh kia nên dân thôn 3 xã Đắc Nên vẫn còn là vùng trũng, chưa có sự đầu tư về hạ tầng. Hiện tại, khu vực này vẫn còn rất nhiều cái không, như là không điện, không đường, trường, trạm, chợ và ngay cả sóng điện thoại vẫn chưa được phủ sóng. Phần lớn các hộ dân vẫn ở treo leo trên khu vực đồi núi cao, thiếu thụ hưởng các chính sách của nhà nước và 70% dân số vẫn là hộ nghèo. Chiều ngày 20 tháng 8, thông tin từ huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan công an vừa tạm giữ hình sự một đối tượng liên quan đến vụ bắt cóc trẻ sơ sinh xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ. Theo đó, lực lượng chức năng đã tạm giữ Nguyễn Thị Tuyến, sinh năm 1989, ngụ tại Thụy Hương, Chương Mỹ, để điều tra về hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Thông tin bước đầu, khoảng tối ngày 19 tháng 8, Tuyến đã giả danh nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ, sau đó đến khoa sản rồi chiếm đoạt một trẻ sơ sinh. Khi Tuyến đang tìm cách đưa cháu bé ra khỏi bệnh viện thì bị phát hiện. Trẻ sơ sinh được xác định là con của chị H, sinh năm 1983, ngụ tại Hòa Chính, Chương Mỹ. Công an huyện Chương Mỹ đang vào cuộc làm rõ sự việc này. Hai ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền video dài hơn một phút, ghi lại cảnh một học sinh nữ mặc áo đồng phục bị hai nữ sinh khác đánh liên tiếp vào mặt và đầu. Xung quanh, nhiều học sinh đứng xem và quay video, không can ngăn. Theo thông tin ban đầu, nữ sinh bị đánh học lớp 6A3,
trường trung học cơ sở Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Hai nữ sinh còn lại học lớp 7 và 8 cùng trường. Ba học sinh và gia đình đã tới trường trung học cơ sở Biên Giang để làm việc, viết tường trình và tham gia hòa giải vào sáng 19 tháng 8. Qua xác minh, lãnh đạo phòng cho biết mâu thuẫn giữa ba nữ sinh xảy ra từ khi các em học tiểu học. Ban đầu, các gia đình đồng ý hòa giải vì nữ sinh lớp 6 không biết mình bị mâu thuẫn, đến khi nhà trường mời đến mới nắm được. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, khi xem được clip con bị đánh, gia đình nạn nhân không đồng ý hòa giải, trình báo sự việc tới công an phường Biên Giang. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra và làm rõ. Báo Dân Trí đưa tin, trong hồ sơ dự án luật căn cước công dân sửa đổi vừa gửi tới Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định về quản lý cấp thẻ căn cước công dân cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi. Đối với trẻ em mới sinh, việc cấp thẻ căn cước công dân được thực hiện đồng thời trong thủ tục liên thông khi đăng ký khai sinh. Người dưới 14 tuổi cấp thẻ căn cước công dân theo nhu cầu, không bắt buộc. Thẻ căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 6 tuổi, 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Đề xuất bổ sung quy định về quản lý cấp thẻ căn cước công dân cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi của Bộ Công an đã gặp phải một số ý kiến trái chiều. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị cân nhắc có cần thiết phải cấp thẻ căn cước công dân cho người dưới 14 tuổi hay không. Thẻ căn cước công dân có nhiều thông tin cá nhân. Tuy nhiên, đối tượng trẻ em lại chưa đủ nhận thức để bảo mật thông tin, nên sẽ có nhiều rủi ro bị thất lạc thẻ, lộ lọt thông tin nhạy cảm. Trong khi đó, Bộ Tư pháp cho rằng việc cấp thẻ căn cước công dân cho công dân dưới 14 tuổi là không cần thiết, gây tốn kém, lãng phí và phát sinh thêm thủ tục hành chính đối với người dân và đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ đề xuất này. Theo trang mạng Đằng Tấn của Trung Quốc, Việt Nam mua nhiều rau quả nhất từ thị trường tỷ dân này. Đặc biệt, hoa quả Trung Quốc đổ về thị trường Việt Nam hiện nay cũng giảm chiêu trò núp bóng hàng Việt, hàng Mỹ hay gian lận xuất xứ nhiều như trước đó vì tâm lý tẩy chay hàng Trung Quốc của người tiêu dùng đã bớt đi. Theo thống kê của nhà chức trách Trung Quốc, 7 tháng năm 2022 này, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Trung Quốc đạt khoảng 1,92 tỷ USD, giảm 16,1% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, trong 7 tháng đầu năm nay, Trung Quốc vẫn giữ vị trí thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam, chiếm đến 47,6% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng rau quả của Việt Nam. Đồng thời, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm nay chỉ đạt 799,7 triệu USD, giảm 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt tới 1,1 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm 2021. Theo trang mạng Đằng Tấn, cùng với việc tham gia các hiệp định tự do thương mại, thuế nhập khẩu rau quả của Việt Nam hiện còn rất thấp, thậm chí còn nhiều loại mức thuế nhập bằng không. Vậy nên, nhiều loại rau quả của Trung Quốc đã đổ vào thị trường Việt Nam với mức giá rẻ. Đồng thời, đây cũng được cho là lý do chính dẫn đến việc các loại rau quả nhập khẩu từ Trung Quốc hiện đang chiếm lĩnh thị trường tại Việt Nam. Tại hội nghị được tổ chức sáng ngày 20 tháng 8, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI Phạm Tấn Công nhìn nhận Việt Nam đang ở trong giai đoạn dân số vàng, nhưng chất lượng lao động lại chưa phải là vàng. Tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 26,1%, cơ cấu lao động phần lớn có kỹ năng hạn chế, thu nhập thấp, chưa đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng và thị trường. Trong khi đó, đại diện Ngân hàng Thế giới đề cập tới việc Việt Nam đứng thứ 116 trên 141 nước về nhân lực sau đào tạo, trong khi vị trí của Singapore là 19. Tỷ lệ lao động có chứng chỉ đào tạo cũng thấp hơn nhiều so với các quốc gia có thu nhập trung bình, trong khi thị trường đòi hỏi người lao động càng ngày càng phải có kỹ năng cao hơn. Còn đại diện tập đoàn Manpower Grow Up Việt Nam đưa ra một số dữ liệu cụ thể về thị trường lao động Việt Nam, cho thấy mức lương trung bình tháng của lao động Việt Nam là vào khoảng 300 USD, tức là khoảng 7 triệu đồng, thấp hơn khá nhiều so với lao động trong khu vực, là 1.992 USD và thế giới là 2.114 USD. Từ những số liệu này, đại diện doanh nghiệp nhìn nhận lao động Việt Nam gặp khá nhiều hạn chế khi các doanh nghiệp đưa công nghệ mới vào sản xuất, khả năng thích nghi và đáp ứng của lao động còn thấp. Mới đây, người dân huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam bức xúc phản ánh về việc trong huyện đang có tới 12 dự án và công trình thủy điện đang thi công, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ô nhiễm môi trường. Trả lời về sự việc này, tỉnh Quảng Nam ra văn bản cho hay vì đầu tư các dự án đã làm đúng quy định về bảo vệ môi trường, an toàn lao động, vệ sinh khi thi công và đều nhận được sự ủng hộ của chính quyền và người dân. Được biết, Quảng Nam là một trong những địa phương có nhiều thủy điện với 46 dự án, có tổng công suất là 1.816 kW. Trong khi đó,
có 10 thủy điện bậc thang lớn trên thượng nguồn sông Thu Bồn, Vu Gia đang hoạt động và đang xây dựng với năng lực phát điện gần 1.200 kW. Ngoài ra, có 36 thủy điện vừa và nhỏ, khoảng một nửa đi vào hoạt động, còn lại đang trong quá trình triển khai. Đáng chú ý, huyện Nam Trà My là một điểm nóng sạt lở, nơi đang xây dựng điện Đắc Di 2 đã từng có đến 2 vụ sạt núi, vùi lấp hàng chục người, khiến 32 người chết và mất tích, gây chấn động cả nước. Bộ Thương mại Mỹ DOC vừa đưa ra kết luận sơ bộ rằng một số sản phẩm gỗ ván ép của Việt Nam có nhập nguyên liệu chính từ Trung Quốc với mục đích là né thuế chống bán phá giá, và do đó các sản phẩm này sẽ phải chịu mức thuế chống bán phá giá có thể lên đến 200% như Mỹ vẫn đang áp dụng với Trung Quốc. Từ kết luận sơ bộ trên, DOC đề nghị Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ tiếp tục dừng thanh khoản và yêu cầu nhà nhập khẩu nộp tiền đặt cọc bằng mức thuế chống lẩn tránh tạm tính đối với các lô hàng nhập khẩu từ Việt Nam và Hoa Kỳ kể từ ngày 17 tháng 6 năm 2020 đối với các trường hợp là đối tượng bị áp dụng biện pháp. Mức đặt cọc tiền mặt áp dụng với các sản phẩm gỗ dán nhập khẩu vào Mỹ chịu thuế chống bán phá giá sẽ là 183,36% và đối với các sản phẩm chịu thuế chống trợ cấp là 22,98%. DOC cho phép các nhà xuất khẩu Việt Nam và các nhà nhập khẩu Hoa Kỳ tham gia cơ chế tự chứng nhận hàng hóa, được loại trừ khỏi biện pháp trốn tránh. DOC cũng dự kiến tiến hành thẩm tra để xác minh thông tin trước khi ban hành kết luận cuối cùng. Theo thông báo mới nhất, DOC gia hạn thời gian ban hành kết luận cuối cùng trong vụ việc này đến ngày 17 tháng 10 năm 2022. Chi cục thuế quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vừa có công văn thông báo số tiền nợ thuế gửi khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. Cụ thể, căn cứ dữ liệu tại cơ quan thuế, khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình chưa nộp ngân sách nhà nước tính đến ngày 31 tháng 7 là 855 tỷ đồng với tiền lãi mỗi tháng là gần 12 tỷ đồng. Hồi tháng 6 vừa qua, khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình bị cục thuế Hà Nội áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế theo quy định. Quyết định này có hiệu lực thi hành trong thời hạn là một năm và đây là lần thứ ba khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình bị cưỡng chế hóa đơn. Theo đó, mọi hoạt động liên quan đến kinh doanh của khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đang bị tê liệt và đóng băng hoàn toàn vì không được phép xuất hóa đơn, không được sử dụng mã số thuế. Tháng 6 năm 2021, Thanh tra Chính phủ kết luận từ năm 2019 đến năm 2018, khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình có nhiều sai phạm trong việc tự ý cho thuê đất hoặc cho thuê đất nhưng tiền lại để ở ngoài sổ sách, dẫn đến thất thoát số tiền lên đến 777 tỷ đồng. Trong đó có 658 tỷ đồng có khả năng không thu hồi được. Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình phải nộp tiền thuê đất và tiền chậm nộp đối với việc cho thuê, liên doanh, liên kết trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2018. Suốt nhiều năm qua, đơn vị này đã không đủ năng lực tài chính để nộp tiền thuê đất theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp theo đây là phần tin thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Trung Quốc phát cảnh báo hạn hán toàn quốc, khủng hoảng điện lan rộng. Người dân Trung Quốc giận dữ khi chính phủ xóa nợ cho 17 quốc gia châu Phi. Trung Quốc cảnh báo độc lập cho Đài Loan đồng nghĩa với chiến tranh. Trung Quốc tiếp tục các hoạt động quân sự xung quanh Đài Loan. Anh nói Nga không có đủ đạo đức để ngồi trong G20. Nga cắt nguồn cung khí đốt, gia tăng sức ép lên EU. Hàn Quốc chỉ trích em gái ông Kim Jong-un là thô lỗ. Phi công ngủ gật quên hạ cánh máy bay. Apple cảnh báo lỗ hổng có thể khiến iPhone, máy Mac bị tấn công. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo hãng Reuters, mới đây Trung Quốc đã phát cảnh báo hạn hán toàn quốc đầu tiên của năm nay trong bối cảnh nhiều khu vực từ Tứ Xuyên cho đến Thượng Hải thuộc đồng bằng sông Trường Giang trải qua đợt nắng nóng mạnh nhất trong 60 năm qua. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc liên tiếp 30 ngày phát cảnh báo đỏ về nhiệt độ và cho biết ít nhất là 244 thành phố trên khắp đất nước ghi nhận nhiệt độ tăng trên 40 độ C. Nắng nóng cực đoan đã khiến nước này đối mặt với khủng hoảng điện lan rộng do hạn hán khiến mực nước sông cạn kiệt, dẫn đến giảm lượng điện của các nhà máy thủy điện và nhu cầu sử dụng điều hòa không khí tăng cao gây áp lực cho hệ thống lưới điện. Trước tình hình này, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính đã tuyên bố sẽ ngăn chặn tình trạng hạn chế sử dụng điện. Tuy nhiên, hiện tượng thiếu điện ở Trung Quốc vẫn tiếp tục lan rộng ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Trong khi tổ máy nhiệt điện tỉnh Tứ Xuyên đã ở trạng thái hoạt động hết công suất, tất cả các nhà máy tại tỉnh này đã phải ngừng sản xuất trong 6 ngày từ ngày 15 tháng 8.
thành phố Thành Đô với hơn 20 triệu dân ở Tứ Xuyên đã ra lệnh tắt nhiều thiết bị điện chiếu sáng, đèn quảng cáo nhằm tiết kiệm điện. Những bức ảnh được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các nhà ga, lối đi bộ, trung tâm thương mại chìm vào bóng tối do hệ thống đèn bị tắt bớt. Tờ Vision Times đưa tin, một làn sóng phẫn nộ từ người dân Trung Quốc đã nổ ra khi vừa qua chính quyền Bắc Kinh đưa ra thông báo xóa 23 khoản nợ không lãi suất, đồng thời cung cấp một loạt viện trợ lương thực mới cho 17 quốc gia châu Phi có nhu cầu trong năm nay, với mục đích thúc đẩy dự án vành đai và con đường. Một số cư dân mạng đã bình luận, trước tiên hãy giải quyết vấn đề các tòa nhà bỏ trống và ngân hàng Hà Nam đi đã. Đúng là vung tiền, đối ngoại thì miễn từ nghìn tỷ, đối nội thì phải gian khổ tranh đấu. Được biết, từ năm 2000 đến năm 2017, theo số liệu chính thức, chính phủ Trung Quốc, ngân hàng và các nhà đầu tư tư nhân đã vay khoảng 146 tỷ USD từ các nước châu Phi. Theo một báo cáo, trong thập kỷ qua, chính phủ Trung Quốc đã trở thành chủ nợ quốc tế phi thương mại lớn nhất thế giới, với việc các ngân hàng nhà nước cung cấp nhiều khoản vay hơn cho các quốc gia đang phát triển so với Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Giới quan sát nhận định rằng các khoản đầu tư của Bắc Kinh vào châu Phi thực sự là một cách để gây ảnh hưởng chính trị. Tờ Guardian đưa tin, mới đây, đại sứ Trung Quốc tại Anh Trịnh Trạch Quang đã đưa ra bình luận về vấn đề Đài Loan, khẳng định rằng việc đòi độc lập cho đảo quốc này đồng nghĩa với chiến tranh và sẽ dẫn đến ngõ cụt. Ông Trịnh cho biết, trong những năm qua, Mỹ đã sử dụng quân bài Đài Loan để kiềm chế Trung Quốc bằng cách chấp thuận việc bán vũ khí cho hòn đảo, nâng cấp quan hệ với chính quyền hòn đảo và xóa bỏ nguyên tắc một Trung Quốc. Ngoài ra, đại sứ Trung Quốc đề cập đến các chuyến thăm gần đây của các nghị sĩ Mỹ tới Đài Loan và cho rằng Đài Loan đã trở thành một vấn đề chung đối với cả Trung Quốc, Mỹ và Anh, đồng thời cũng kêu gọi London tránh đi theo sai lầm của Mỹ. Cuối cùng, ông cáo buộc các nước làm xáo trộn hòa bình khu vực bằng cách cố gắng can thiệp vào vấn đề của Đài Loan, đồng thời cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng nếu London vượt qua làn danh đỏ của Trung Quốc. Bình luận của ông Trịnh được đưa ra trong bối cảnh quân đội Trung Quốc đang tiến hành các cuộc tập trận trên không và trên biển xung quanh Đài Loan nhằm gây sức ép với hòn đảo sau chuyến thăm của các nghị sĩ Mỹ. Hãng Reuters đưa tin, lực lượng phòng vệ Đài Loan mới đây đã phát hiện ít nhất 17 máy bay và 6 tàu chiến của quân đội Trung Quốc đang tiến hành các hoạt động diễn tập quân sự xung quanh hòn đảo này. Trong số 17 máy bay, đã có 8 chiếc vượt qua ranh giới giữa eo biển Đài Loan. Trước đó, Đài Loan cũng đã theo dõi hoạt động của 51 máy bay và 6 tàu chiến của Trung Quốc trên eo biển Đài Loan và một tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Trung Quốc gần một khu vực nơi Đài Loan thử tên lửa. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tuyên bố nước này sẽ thực hiện các biện pháp kiên quyết để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của mình và kêu gọi Mỹ không đưa ra đánh giá sai lầm sau khi Washington và Đài Bắc đồng ý khởi động các cuộc đàm phán thương mại. Trước diễn biến này, Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nicholas Burns cho biết Bắc Kinh cần thuyết phục phần còn lại của thế giới rằng nước này không phải là một tác nhân gây bất ổn và sẽ hành động hòa bình tại eo biển Đài Loan. Truyền thông quốc tế đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Anh vừa qua cho biết Nga không có thẩm quyền đạo đức để ngồi trong nhóm các nền kinh tế lớn G20 khi nước này tiếp tục cuộc xâm lược Ukraine. Vị này nói thêm, chúng tôi hoan nghênh nỗ lực của Indonesia để đảm bảo rằng tác động cuộc chiến của Nga được xem xét trong các cuộc họp G20, cũng như các chỉ dẫn cho thấy Tổng thống Ukraine Zelensky có thể tới dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20. Trước đó, Indonesia cho biết sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 11 và cho hay Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự. Sự hiện diện của ông Tập và ông Putin tại cuộc họp được cho là sẽ tạo ra một cuộc đối đầu với Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo dân chủ khác. Tất cả đều sẽ gặp nhau trực tiếp lần đầu tiên kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Được biết, cuộc xâm lược Ukraine của Nga diễn ra ngay sau khi ông Putin và ông Tập Cận Bình tuyên bố quan hệ đối tác không có giới hạn, đã khiến G20 chia rẽ về việc có nên áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Nga hay không. Truyền thông Nga đưa tin, Tập đoàn Năng lượng Nga Gazprom vừa thông báo sẽ đóng cửa Nord Stream 1, đường ống chính dẫn khí đốt từ Nga tới châu Âu, trong 3 ngày cuối tháng 8 năm 2022, giữa lúc Liên minh châu Âu-EU đang tìm cách ứng phó với khả năng thiếu hụt năng lượng vào mùa đông. Cụ thể, Gazprom cho biết việc ngừng hoạt động hệ thống đường ống Nord Stream 1 là do máy nén duy nhất còn lại của đường ống cần được bảo trì. Theo thông tin ban đầu, thông báo bảo trì đột xuất trên được cho là sẽ làm leo thang cuộc đối đầu năng lượng giữa Moscow và Liên minh châu Âu-EU. EU vốn phụ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt của Nga đã cáo buộc Nga vũ khí hóa năng lượng. Nga bác bỏ cáo buộc và cho rằng
Các lệnh trừng phạt mà EU áp đặt lên Moscow là nguyên nhân khiến xuất khẩu từ Nga sụt giảm. Được biết, Nord Stream 1 là đường ống chạy dưới biển Baltic dẫn khí đốt từ Nga tới Đức. Dòng chảy qua đường ống này đã bị cắt giảm mạnh trong những tháng qua. Thêm vào đó, dòng chảy khí đốt Nga tới châu Âu qua các đường ống khác cũng đã giảm kể từ cuối tháng 2 khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ. Hãng Reuters đưa tin, hôm qua, ngày 20 tháng 8, Hàn Quốc vừa bày tỏ lấy làm tiếc về bình luận của em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên với đề xuất hỗ trợ kinh tế từ Seoul, cho rằng bà Kim Jo-yong đã phản ứng một cách thô lỗ. Cụ thể, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết trong một thông báo rằng, chúng tôi lấy làm tiếc vì Triều Tiên tiếp tục dùng từ ngữ thô lỗ khi nhắc đến Tổng thống Hàn Quốc, thể hiện ý định phát triển hạt nhân và từ chối kế hoạch táo bạo của chúng tôi. Thông báo bổ sung, thái độ như vậy không giúp ích cho tương lai của chính Triều Tiên cũng như hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo mà sẽ chỉ làm gia tăng sự cô lập từ quốc tế. Được biết, trước đó bà Kim Jo-yong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bác bỏ đề xuất từ bỏ vũ khí hạt nhân để tiếp nhận viện trợ kinh tế do Hàn Quốc đưa ra. Bà Kim Jo-yong nói, khi nghĩ tới mộng tưởng lớn của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol là lấy hợp tác kinh tế để đánh đổi danh dự và năng lực hạt nhân Triều Tiên, chúng tôi nhận ra rằng ông ấy suy nghĩ quá đơn giản và trẻ con. Không ai đánh đổi vận mệnh của mình lấy đồ ăn. Hàn Quốc và Triều Tiên về lý thuyết vẫn đang trong tình trạng chiến tranh bởi cuộc chiến năm 1950-1953 kết thúc bằng thỏa thuận đình chiến, không phải hiệp ước hòa bình. Hãng CNN đưa tin, mới đây, hai phi công điều khiển chiếc Boeing 737-800 của hãng Ethiopian Airlines bay từ Sudan tới Ethiopia hồi đầu tuần đã bị điều tra với nghi ngờ ngủ gật, quên hạ cánh máy bay. Cụ thể, sự việc này xảy ra vào ngày 15 tháng 8 khi máy bay số hiệu ET-343 gần đến đích. Nó vẫn được vận hành ở chế độ tự lái ở độ cao hơn 11 km và không có dấu hiệu giảm độ cao. Trạm kiểm soát không lưu Addis Ababa khi đó đã nhiều lần tìm cách liên lạc với tổ bay nhưng không nhận được phản hồi. Sau đó, chiếc Boeing 737-800 tiếp tục bay quá điểm giảm độ cao để hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bole tại Addis Ababa. Ngay lúc đó, một cảnh báo trong buồng lái được kích hoạt và phi cơ mới bắt đầu giảm độ cao, vòng lại để hạ cánh an toàn sau khoảng 25 phút. Dữ liệu từ ADS-B, hệ thống giám sát máy bay tự động dựa trên các hệ thống thông tin định vị cho thấy, phi cơ đã bay quá đường băng rồi mới hạ độ cao, tìm hướng hạ cánh khác. Hãng hàng không Ethiopian Airlines trong thông báo mới đây đã cho biết, cả cơ trưởng và cơ phó chuyến bay trên đã bị đình chỉ công tác để điều tra về nghi vấn ngủ gật trong buồng lái. Hai phi công sẽ bị xử lý theo kết quả điều tra. Trong khi đó, chuyên gia hàng không Alex Macheras cảm thấy sốc trước sự việc gây quan ngại sâu sắc này. Ông cho rằng nguyên nhân có thể là do phi công kiệt sức. Theo hãng tin AP, tập đoàn công nghệ Apple vừa cảnh báo người dùng về một lỗ hổng bảo mật có thể bị tin tặc lợi dụng để giành quyền kiểm soát trên các thiết bị như là điện thoại, iPhone, máy tính bảng iPad và máy tính để bàn Mac. Theo đó, Apple khuyến cáo người dùng khẩn trương cài đặt các bản phần mềm cập nhật để phòng ngừa rủi ro này. Các gói cập nhật này đã được Apple phát hành trong ngày thứ Tư và thứ Năm tuần này, 17 và 18 tháng 8. Thông cáo của công ty nêu rõ, Apple đã biết về một báo cáo cho biết vấn đề này rất có thể đã bị lợi dụng. Công ty không nói rõ quy mô bị ảnh hưởng trong vụ việc. Tuy nhiên, báo Guardian dẫn ý kiến các chuyên gia cho biết lỗ hổng bảo mật được phát hiện ở nhiều mẫu iPhone, iPad và Mac. Các chuyên gia khuyên người dùng nên cập nhật phiên bản sửa lỗi cho điện thoại iPhone từ 6S trở lên. Nhiều mẫu iPad trong đó có iPad thế hệ 5 trở lên, tất cả các mẫu iPad Pro và iPad Air 2. Đồng thời, các máy Mac đang chạy trên hệ điều hành Mascot Monterey cũng cần cập nhật bản vá. Được biết, lỗi bảo mật này cũng có ảnh hưởng tới một số mẫu máy nghe nhạc iPod. Những nội dung vừa rồi đã kết thúc phần bản tin của Hành Trình Tương Lai. Và như thường lệ, bây giờ mời quý vị đến với phần nhân sinh cảm ngộ. Chuyên mục Hành Trình Tương Lai ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị một câu chuyện mang tên là Đức quyết định phúc phận trong tương lai của một người đến từ đâu. Kính thưa quý vị, ngoài cái đức được tích lũy bởi những việc làm tốt ở kiếp trước, cộng với đức do tổ tiên tích lũy được, còn có một loại đức được tích lũy do làm việc đại thiện trong kiếp này, do đó mới có được phúc phận lớn như vậy. Các loại cơ duyên đúng là xuất hiện ở một người một cách trùng hợp như vậy. Có một câu chuyện thời xưa kể rằng, Đường Cao là người ở huyện Hấp, tỉnh An Huy, từ khi còn là một đứa trẻ đã chăm chỉ học hành.
nên hàng xóm có một cô gái trẻ rất là thích đường cao. Thường xuyên kiếm cớ đến thư phòng, kiếm cớ gần gũi với đường cao, thậm chí còn công khai ngỏ lời hẹn hò với anh ta, nhưng đều bị anh ta nghiêm khắc từ chối. Để tránh sự quấy rầy của cô gái, mỗi khi đọc sách tại thư phòng, đường cao thường khóa trái cửa lại. Một đêm nọ, đường cao đang đọc sách dưới ngọn đèn trong thư phòng, thì cô gái đó lại đến ngoài thư phòng gõ cửa. Anh ta liền đọc to, giả vờ như không nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhưng cô gái không chịu thua, lại chạy đến trước cửa sổ thư phòng, dùng lưỡi liếm thủng giấy che cửa sổ, nhìn đường cao trong thư phòng qua lỗ thủng mà trêu đùa anh ta. Đường cao không còn cách nào khác, đành phải đứng lên miễn cưỡng nói với cô ấy: "Cô ơi, thật xin lỗi, hôm nay tôi không rảnh, ngày mai cô hãy quay lại." Ngày hôm sau, đường cao dán lại chỗ giấy bị rách và viết lên đó hai câu sau: "Cửa sổ giấy rách thì dễ sửa, làm tổn hại âm đức của một người thì khó sửa nhất." Đêm đó, cô gái quả nhiên lại tới cửa sổ, thấy lỗ thủng trên cửa sổ đã được vá lại. Trên giấy cửa sổ có viết hai câu nói trên, trong lòng cảm thấy vô cùng xấu hổ, rồi tự động không quấy nhiễu đường cao nữa mà lặng lẽ trở về nhà. Có một nhà sư ở ngôi chùa gần đó thường đi ngang qua trước nhà của đường cao. Một đêm nọ, nhà sư trở về, đi ngang qua nhà đường cao, thấy trước cửa treo một tấm biển trạng nguyên, hai bên có hai ngọn đèn. Đèn bên trái ghi "cửa sổ giấy rách thì dễ sửa", đèn bên phải ghi "làm tổn hại âm đức của một người thì khó sửa nhất". Như khi muốn chăm chú nhìn kỹ lại, tấm biển và ngọn đèn lại đột nhiên biến mất, vì hòa thượng cảm thấy quá kỳ lạ. Ngày hôm sau, nhà sư đến nhà gặp đường cao và kể cho anh nghe những gì ông đã gặp vào đêm qua. Đường cao liền chỉ vào hai câu được ghi trên cửa sổ giấy và nói rõ nguyên do. Nhà sư bắt đầu ngộ ra rằng đèn đỏ bên ngoài cửa mà ông nhìn thấy đêm qua là lửa thần cảm ứng từ thiện tâm của đường cao. Không kìm nổi cảm thán, ông ta nói: "Chữ viết trên cửa sổ, đèn treo ngoài cửa, sự cảm ứng còn nhanh hơn gõ trống." Và ông còn an ủi anh ta thêm rằng: "Người đạo đức cao thượng như anh thì tiền đồ không thể giới hạn." Quả là một năm sau, đường cao đã đỗ trạng nguyên, vang danh khắp thiên hạ. Kính thưa quý vị, người xưa cho rằng vạn ác dâm vi thủ, tội tà dâm là đứng đầu trong các tội ác. Người có thể cự tuyệt tà dâm, giữ trọn danh tiết của người khác, đó là một hành động tử tế tuyệt vời, có thể tích được rất nhiều âm đức. Đường cao có thể tuân theo đạo của thánh hiền, từ chối tà dâm, bảo vệ danh tiết cho tiểu thư nhà hàng xóm, tích được đại âm đức, được sự bảo hộ của thần Phật. Vì vậy, ông đỗ trạng nguyên và phúc báo nổi danh khắp thiên hạ. Như quý vị đã thấy thì đường cao trong câu chuyện trên vì chữ đức mà được người đời sau coi trọng. Người ta thường nói rằng có đức đời này không được, đời sau được. Đó là câu chuyện có tính định hướng đối với mọi người về sự thiện lương, luôn nghĩ tới người khác. Kính thưa quý vị, khi học và hành xử theo các nguyên lý chân, thiện, nhẫn, người đọc sẽ hiểu hơn về nhân sinh quan, thế giới quan. Cùng với việc luyện tập 5 bài công pháp đơn giản, phù hợp với nhiều lứa tuổi, nên rất nhiều người đã được lợi ích, cải biến về sức khỏe, đạo đức thăng hoa và có nội tâm an hòa. Đường link hướng dẫn đọc sách luyện công miễn phí chúng tôi có gắn trên màn hình. Nếu quan tâm thì quý vị hãy cùng truy cập để hiểu sâu hơn. Và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin sáng của Hành Trình Tương Lai ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những tin tức cập nhật và hấp dẫn nhất trong những số tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.